được sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 19 tháng 12 tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Hạ Long, công ty cổ phần Viễn thông FPT tổ chức cuộc thi Đỉnh núi trí tuệ, chương trình đồng hành cùng cuộc thi giải toán qua internet v Olympic trên 15 tỉnh thành dành cho học sinh khối trung cơ sở năm học 2014-2015 tại Quảng Ninh. Đại diện cho huyện Đông Triều tham gia cuộc thi là trường trung cơ sở Mạo Khê 2, hai đội còn lại là trường trung cơ sở Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả và đội trường trung cơ sở trọng điểm thành phố Hạ Long Mỗi đội gồm có 5 thành viên là những học sinh giỏi toán đến từ các khối khác nhau đại diện cho trường tham dự. Các đội sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi: khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Dù bị dẫn trước ở phần thi khởi động, nhưng các em học sinh trường trung cơ sở Mạo Khê 2 đã thi đấu bình tĩnh, tự tin, bứt phá ở các vòng sau và giải nhất là kết quả xứng đáng dành cho nỗ lực tuyệt vời của các em. Với kết quả đó, trường trung học sở Mạo Khê 2 huyện Đông Triều sẽ là đại diện của tỉnh Quảng Ninh tham dự vòng chung kết khu vực dự kiến được tổ chức vào năm 2015. Chương trình đồng hành đỉnh núi trí tuệ với mong muốn thông qua internet có thể tạo sự kết nối giữa các em học sinh trên khắp các vùng miền trong cả nước, đồng thời tạo cơ hội cho các em có điều kiện được giao lưu, học hỏi và biết đến chương trình giải toán trên internet Olympic.